Thưa quý vị, với trẻ em, thiên nhiên chính là không gian mới mẻ hấp dẫn cần được khám phá, trải nghiệm cảnh quan, âm thanh và kết cấu của mọi sự vật bên ngoài. Rời khỏi cuộc sống phố thị, dành thời gian nghỉ ngơi, hòa mình vào với thiên nhiên, tham gia các hoạt động. Chương trình mang đậm ký ức tuổi thơ cùng gia đình, con trẻ chính là thông điệp mà EcoPark muốn truyền tải qua sự kiện Ngày hội tuổi thơ diễn ra vào ngày hôm nay. Vào mỗi dịp cuối tuần, chị Vân Anh đều dành thời gian đưa con xuống công viên Hồ Thiên Nga để nghỉ ngơi, thư giãn. Tuy nhiên, hôm nay với chị là một ngày đặc biệt khi được cùng con trải nghiệm những trò chơi dân gian, thưởng thức những món ăn quen thuộc ngày còn bé trong ngày hội tuổi thơ của EcoPark. Mình thấy rất là vui, có nghĩa là được cả không những trẻ con mà coi như là cả mình cũng được coi như là thổi bong bóng này, được gọi là nhảy múa xà bà đấy và rất nhiều các thứ được, kể cả các cái món ăn dân dã từ trước đến giờ mà lâu lắm rồi mình không được thưởng thức mà hôm nay đến đây mình đã được thưởng thức, mình thấy rất là thú vị. Cũng như bao người khác thuộc thế hệ cuối 8X đầu 9X, với chị Quỳnh Anh, được cùng con trải nghiệm những trò chơi ngày còn nhỏ như thả diều, ô ăn quan, tò he khiến chị không khỏi bồi hồi. Nhiều bạn nhỏ cũng rất háo hứng khi được khám phá những trò chơi mới. Cảm giác là quay trở lại cái hồi mà mình vẫn còn bé, con mình cũng được trải nghiệm nhiều. Tức là bạn ấy vẫn bé thôi nhưng mà đi ra ngoài thì kiểu thay đổi không khí, bạn ấy vẫn sẽ thấy thoải mái. Hôm nay con chơi rất nhiều trò và con cảm thấy rất là vui. Con vẫn tuần nào bố mẹ đưa con đi chơi ở đây. Con chơi nhảy sạp với cả chơi ô ăn quan. Con rất thích mấy nơi mà nhiều cây xanh và rất vui như thế này ạ. Không chỉ với mong muốn mang lại tuổi thơ cho trẻ con phố thị, nhiều gian hàng khác cũng mong muốn tạo nên những khoảnh khắc đáng nhớ, gắn kết các mối quan hệ trong gia đình. Đây cũng là cơ hội để các gia đình có thể cùng con mình du hành thời gian, trải nghiệm niềm vui tuổi thơ của ông bà, cha mẹ thời xưa với lễ hội trò chơi dân gian, thư giãn sau những ngày làm việc mệt mỏi, căng thẳng.